4 đề 1 thực chứng đề lý thì người ta đang cho là 3 điểm M là B khi chưa có sóng lan truyền thì N là trung điểm của đoạn MB. Khi sóng truyền từ M đến B với biên độ là với biên độ không đổi thì vào thời điểm T1 M và B là hai điểm gần nhau nhất mà các phân tử tại đó có ly độ là -6 và 6. Vào thời điểm kế tiếp gần nhất là T2 bằng T1 cũng 0,75 thì ly độ của các phân tử M và B đều là 2,5 mm, đúng không? Thì tốc độ dao động của phần tử M à phần tử N tại vào thời điểm T1 có giá trị gần nhất là bao nhiêu? Thì nhìn này, khi chưa có sóng truyền, N là trung điểm của đoạn MB. Các em sẽ nghĩ ngay đến điều gì nhỉ? Pha của N sẽ bằng trung bình cộng pha của M và pha của B, được chưa? Này, tại T1, M và B là hai điểm gần nhau nhất mà các phân tử tại đó tương ứng là -6 và 6. Thì đây anh vẽ hình. Vì là gì nhỉ? Sóng truyền từ M đến P, thế nên pha của M sẽ nhanh pha hơn B. Thì M đang nằm đây, -6, 6. Mà hai điểm này gần nhau nhất nên là pha của M tại T1 nằm đây và N, P nằm đây. Thì tương ứng pha của N nó sẽ nằm đây. Các em nhìn thấy điều gì đặc biệt không nhỉ? Thì có phải là N đang nằm ở vị trí cân bằng không? Đúng chưa? Mà theo chiều âm. Được chưa? Tiếp theo này. Tại T2 thì ly độ của M và B đều là 2,5 thì 2,5 nằm đây. Được chưa? Thì tương ứng này. Pha của nó sẽ này. Đây là gì? M, đây là P, được chưa? Ok chưa? Thì đương nhiên là N nó sẽ nằm biên dương rồi đúng không? Thì cái 0,75 này ban đầu này nó ở bia cái vị trí pha của nó ở đây này, sau đó nó về đây này thì nó quay được 3 phần tư vòng tròn đúng không? Thì cái 0,75 này nó sẽ bằng 3t trên 4, đúng không các em? Này nhìn này, ban đầu tại T1 thì nó nằm ở vị trí cân bằng theo chiều âm đúng không? Nhưng mà tại T2 nó nằm ở biên dương mà thời điểm gần kế tiếp gần nhất, thế nên là 0,75 nó chính bằng 3t trên 4, được chưa? Từ đây ta sẽ suy ra t bằng 1, đúng không? Và suy ra omega nó bằng 2 pi, được chưa nào? Mà ta có tại T1 thì ly độ của M đang là -6 và tại T2 nó đang là 2,5, mà pha của N tại T1 vuông pha với pha của T tại à, pha của N tại T1 nó sẽ vuông pha với pha của N tại T2. Vì thế nên là biên độ A của nó được tính công thức gì? Vì nậm thì suy ra M pha của M ở T1 cũng vuông pha với pha của M ở tại T2 đúng không? Thì công thức A nó sẽ được tính đơn giản thôi. Nó sẽ là gì? 6 bình phương cộng 2,5 bình phương nó sẽ ra là bao nhiêu? 6,5 đơn vị là mm. Được chưa? Mà ta có tốc độ dao động của phần tử N tại thời điểm T1. Tại thời điểm T1 thì nó nằm ở vị trí cân bằng đúng không? Thì tốc độ của nó omega à v cho nó sẽ được tính bằng omega a thôi. Thì sẽ ra là tính nhanh cho anh nào. 2 pi mà nhân với 6,5 thì nó ra bao nhiêu nhỉ? Đã tìm một này. 2 pi nhân 6,5. Đấy. Nó sẽ ra là bao nhiêu? 40,8 đúng không? 40,8 đơn vị là mm. Nhân là xấp xỉ 4,1 cm. Là trên dây thôi. Được chưa? Ta sẽ chọn ngay đáp án A. Rồi, thì bài này nó được giải thích rất kỹ ở trong cuốn Công phá lý 3. Cái dạng này này, cái dạng toán này này, nó được các thầy ghi khá là chi tiết trong cuốn Công phá vật lý 3. Nhớ nhá, Công phá vật lý 3. Thì các em tìm đọc nhá. Chúc em học tốt.